Chào mừng quý anh chị và các bạn hiền đã quay trở lại kênh YouTube trong học phần làm chủ phần mềm dựng video Wondershare Filmora, và mình là Lợi Nguyễn. Rất vui khi mà đồng hành cùng quý anh chị và các bạn trong học phần này. Ở buổi thứ tư thì mình đã chia sẻ cho quý anh chị và các bạn làm thế nào để gỡ một phần mềm cũ để cài đặt một phần mềm mới, thì tiếp tục đồng hành cùng quý anh chị ở phiên bản 8.3. Trước đó thì phiên bản trong học phần sử dụng trong học phần này là phiên bản 8.2.5. Thì tuy nhiên ở giai đoạn này thì Wondershare thông báo rằng là cập nhật ở phiên bản 8.3. Vì vậy thì trong học phần này mình sẽ nâng cấp 8.2 lên 8.3 và tiếp tục làm những video về học phần làm chủ phần mềm này. Trở lại với vấn đề học phần thì ở buổi thứ 5 thì chúng ta sẽ làm việc với khu vực Music Transition và Test Credit. Ở khu vực Music thì các bạn thấy nó được chia ra làm các chuyên mục rất là khoa học. Những chuyên mục này thì các bạn nhấn vào đó thì nó sẽ hiện ra những bản nhạc tương đồng với các chuyên mục đó. Ví dụ như đây là nhạc trẻ nè, nhạc rock nè, nhạc điện tử nè. Thì nó sẽ có những cái bản nhạc nó phù hợp với cái chuyên mục đó. Tất nhiên bạn cũng có thể đưa nhạc từ bên ngoài vào. Ví dụ như mình có một cái bản nhạc ở hệ thống máy tính của mình đây, thì mình import vào đây và mình sử dụng hết nha. Đây là cái đoạn nhạc mà mình import từ bên ngoài vào, và đây là đoạn nhạc sử dụng khi mà cái thư viện Wondershare nó cung cấp. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới bên ta ngày hôm nay. Những bản nhạc khi mà các bạn và quý anh chị sử dụng ở cái thư viện này, nó khi mà upload lên YouTube thì sẽ không bị cảnh báo bản quyền về vấn đề âm nhạc. Lý do đây là những bản nhạc mà hãng Wondershare cung cấp cho người dùng, và người dùng có thể sử dụng tùy ý trong lĩnh vực kiếm tiền hay là không. Còn nếu mà quý anh chị sử dụng những bản nhạc không rõ nguồn gốc, thường thì download từ YouTube về, thì khi mà chẳng may nó dính bản quyền thì cái video của quý anh chị nó sẽ bị tắt tính năng kiếm tiền nếu mà các bạn là một YouTuber. Trong một vài trường hợp thì nếu mà video của bạn có cảnh báo bản quyền về âm nhạc, đó là những trường hợp nghiêm trọng, thì nếu mà bạn có 3 cảnh báo bản quyền trong vòng 3 tháng liên tục thì cái kênh YouTube của bạn nó sẽ bị xóa sổ khỏi hệ sinh thái YouTube. Điều đó đồng nghĩa rằng là bạn sẽ mất luôn toàn bộ những video mà các bạn đã chỉnh sửa, dày công biên tập. Thì vấn đề âm nhạc là vấn đề khá là tế nhị. Các bạn nên chắc chắn rằng là bản nhạc nào không có bản quyền thì các bạn hãy sử dụng. Và một trong những thư viện mình khuyên các bạn dùng đó là thư viện của Wondershare Filmora. Nếu tôi có một cảnh báo bản quyền nếu mà các bạn sử dụng nhạc này, thì các bạn cũng có thể làm việc lại và thương lượng với YouTube trong việc tháo gỡ, vì đây là những bản nhạc miễn phí mà hãng Wondershare cung cấp, chúng ta dễ dàng hơn trong việc đòi lại công bằng của mình. Và đó là vấn đề về âm nhạc. Để sử dụng âm nhạc thì bạn chỉ cần kéo thả xuống như vậy thôi. Cách thứ hai là bạn bấm vào nút dấu cộng này thì nó sẽ tự nhảy xuống cái track nhạc luôn. Các bạn thấy những cái mũi tên chỉ xuống như thế này, đó là nó yêu cầu các bạn phải tải cái bản nhạc này. Để tải bản nhạc thì các bạn bấm vào nút dấu cộng này. Thì lúc này quá trình download sẽ diễn ra rất là nhanh thôi, tại vì nhạc có dung lượng rất là nhẹ. Khi nó tải xong thì các bạn kéo xuống và sử dụng. Thì như vậy. Đối với vấn đề khi mà các bạn làm vlog thì nhạc này đóng vai trò là nhạc nền. Thì đồng nghĩa với việc là nếu mà bạn để không có thay đổi về thông số thì nó sẽ bị hòa trộn cùng với cái tiếng nói ở cái video chính. Điều này sẽ gây nhiễu khi mà người xem họ sẽ không nghe được là bạn đang
nói về cái nội dung gì. Vì thế chúng ta bắt buộc phải giảm cái âm lượng, cái độ nhạc nền xuống để đẩy cái tiếng nói ở cái video chính lên. Để giảm dung lượng thì các bạn nhấn đúp chuột vào đây, sau đó các bạn giảm volume xuống. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế Giới Bên Ta. Thì như vậy, đối với chủ đề vlog thì chúng ta làm như vậy. Tuy nhiên, nếu mà các bạn quay những video ngoại cảnh hay những video chia sẻ các vấn đề về cảnh ngoài trời thì chúng ta không cần cái đoạn âm thanh trong video chính. Thì lúc này các bạn bấm vào chuột phải và chọn audio detach, thì cái lệnh này nó sẽ tách cái video và cái âm nhạc ra làm hai phần riêng biệt. Thì lúc này bạn delete cái đoạn nhạc này đi thì nó chỉ còn lại cái đoạn nhạc nền và video thôi. Đó là các vấn đề về video ngoại cảnh và video vlog. Tùy theo ngữ cảnh thì bạn sử dụng và biên tập sao cho nó phù hợp thôi. Cái phần show effect là cái phần mới xuất hiện từ phiên bản 8.3. Thì nó xuất hiện cái phần show effect này. Show effect là cái hệ thống thư viện nó giả lập cái âm thanh ngoài tự nhiên. Ví dụ đây là tiếng con gà nè, chicken nè, cái tiếng một vụ nổ nè, cái tiếng kính vỡ nè, vân vân và vân vân. Đặc biệt là nó bổ sung cái tiếng bếp. Cái này khá là hay trong vấn đề làm những video về video dạng như là phong cách á. Thì các bạn hay xem video trên YouTube thì các bạn nghe người khác họ nói, họ chửi này nọ thì cái tiếng bếp này nó sẽ cản lại. Thì chỉ vậy thôi. Chúng ta tiếp tục làm chủ cái khu vực test Reddit. Test Reddit là cái tiêu đề dùng để quản lý các ký tự và chữ thôi chứ không có gì đâu. Nó cho các bạn một số template chia ra từng chuyên mục khác nhau nè. Title là tiêu đề. Chúng ta bấm vào đây để xem review. Nhấn hai lần chuột vào. Để sử dụng thì các bạn kéo xuống cái mục cái thanh có chữ T này nè, cái track này nó quản lý về chữ. Thì các bạn để vào đó thì các bạn xem review nè. Thì cái này làm tiêu đề cho video cũng khá là hay. Đánh giá rằng là đây là video chuyên nghiệp, có đầu tư về hiệu ứng animation. Thì các bạn bấm vào đây để thay đổi. Thì thao tác này là các bạn đang thay đổi các đối tượng chữ trên cái tiêu đề này. Thì để di chuyển đối tượng chữ thì các bạn để ra ngoài cái vùng, và khi nó hiển thị cái mũi tên 4 chiều này thì các bạn kéo chữ, bạn để bất kỳ đâu trên cái vùng review. Các bạn để chính giữa nè. Nếu mà bạn muốn thay đổi một đối tượng chữ trên vùng review thì các bạn bấm vào đối tượng chữ và thay đổi. Bây giờ bạn bấm vào OK thì các bạn đã thay đổi được cái chữ. Để chọn font chữ thì các bạn bấm vào cái mũi tên sổ xuống này, thì thích font chữ nào thì các bạn có thể thay đổi font chữ đó. Để làm nhỏ cái font chữ thì chúng ta có cái
xỏ cái mũi tên bên đây xuống thì nó sẽ giảm cái phần chữ. Rồi ha. Còn cái chữ B này được hiểu như là bon, là chúng ta sẽ làm đậm, làm nghiêng. Cành trái, cành phải, cành ngang, cành giữa thì sẽ do bốn cái này nó quyết định màu sắc của chữ. Hai thông số này chúng ta không quan tâm tại vì ít dùng lắm. Bên đây thì chúng ta có cái style của chữ, thì các bạn nhấn vào đây thì cái nó sẽ tương ứng với cái style mà các bạn được xem bên đây. Rồi mình thích style 13 thì mình chọn là style 13 thôi. Trong đây có cái phần là animation. Thì các bạn nhấn đúp chuột để xem review. Trên khung review để các bạn xem đi khung review nè. Đó, các bạn muốn xuất hiện chữ như thế nào thì các bạn chọn. Rồi, mình muốn xuất hiện nó như thế này đi. Các bạn bấm vào mục OK. Nó còn cái mục Advanced nữa. Thì cái phần Advanced này thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong học phần nâng cao. Cơ bản thì chúng ta hiểu được cái thay đổi đối tượng chữ, chỉnh được cái font chữ, chỉnh được cái size chữ và sử dụng một số cái style để làm cho chữ nó sinh động và nó đẹp hơn. Và animation là nó làm cho cái chuyển động chữ nó như thế nào, các bạn muốn nó xuất hiện như thế nào, mất đi như thế nào thì sẽ do cái phần animation này nó xuất hiện, nó quyết định. Lúc này các bạn thấy được rồi, các bạn bấm OK. Thì lúc này chúng ta xem review. Rồi, đó là vấn đề về tiêu đề. Tiêu đề này được dùng trong khi mà mới bắt đầu video thì nó sẽ hiện ra cái tiêu đề là cái video của bạn đang nói về cái vấn đề gì và cái tên video là cái tên video nó như thế nào thì bạn làm cái tiêu đề thôi. Còn lower text được hiểu như là cái bảng tên hoặc là cái chú thích. Ví dụ như bạn muốn chú thích cái cô bé này tên gì thì các bạn chọn xem review trước nè. Dùng cái này, nhấn đúp chuột để thay đổi. Cô bé thì tên ví dụ như là tên Hương đi, Hương Nguyễn hay gì đó, thị phạm thôi. Còn cái tiêu đề là sẽ do các bạn quyết định cho cái video của bạn. Tương tự như là tiêu đề thì các bạn có font chữ, size chữ, màu. Đây mình để là màu trắng đi, bạn để sang chính giữa, tiếp tục chọn cái này. Này là hướng dẫn hay là thuyết trình viên hay là cái gì đó thì các bạn, thông thường thì mình để là hướng dẫn viên ha. Các bạn bật Unicay lên để biết có dấu nha. Ở đây mình làm nhanh nên mình không có bật Unicay. Rồi, lại lòi vậy đi. Các bạn xem tiêu đề hiện lên và sau đó là lower text.
cái logo touch này bạn có thể dùng trong những video để giới thiệu một cái địa điểm, ví dụ như là Vũng Tàu, Đà Lạt hay là Sapa gì đó, thì cho người xem biết là cái cảnh quay đó đang ở đâu, hay là dùng bất cứ chú thích cho cái gì đó thì các bạn sẽ tự suy nghĩ, tự tư duy ra ha. Đây mình chỉ gợi mở một số hướng thôi. Subtitle thì các bạn sẽ làm sub cho video. Nếu mà các bạn thiếu cái trắc chữ này thì các bạn bấm vào đây, các bạn chọn cái trắc là 3 hoặc là 2. Đây mình để là 3 thì nó sẽ cho bạn hai trắc nữa là 1, 2, 3 ha. Thì lúc này các bạn sub, bạn xem review xem cái nào nó phù hợp. Các bạn hay xem phim á, xem phim Mỹ á, thì người họ sẽ, cái người họ biệt sub đó thì họ sub như thế này thôi. Nó có các kiểu xuất hiện. Thông thường thì sub sẽ chữ nó màu vàng. Bấm vào đây để thay đổi chữ. Ví dụ như đang nói về vấn đề gì đó thì thay đổi chữ thôi. Như vậy người ta, cái này gọi là sub. Nếu mà bạn làm video cho người nước ngoài xem thì bạn có thể, bạn đang nói tiếng Việt và chữ đây sẽ là tiếng Anh phụ đề theo, để người nước ngoài họ xem thì họ hiểu. Cái end credit này là cái khúc cuối video. Ví dụ như là thường thì những bộ phim á, hay là những video làm về clip nhóm á, thì nó sẽ xuất hiện cái chữ. Ví dụ như ai quay, ai đạo diễn, ai biên tập thì nó hiện lên như thế này. Không thì như thế này. Xuất hiện vào cuối phim. Ví dụ như cảm ơn bạn đã xem, hoặc là kêu gọi hành động. Nếu mà làm YouTube thì kêu gọi hành động là đăng ký để thường xuyên nhận theo dõi. Chỉ vậy thôi. Đó là vấn đề về chữ ha. Để sử dụng những hiệu ứng ở dưới thì các bạn phải download về. Cái này thì nó tương tự như title nhưng mà nó không có overlay vào cái video. Cái này là người ta gọi là overlay nè. Nó đè lên cái video mà cái video phía sau vẫn xem được, thì cái phần opener này nó không xem được cái video ở dưới. Như các bạn xem, nó khác nhau hoàn toàn. Đó. Thì cái này nó hiện trước thì nó mới vào được cái video được. Còn cái title thì nó khác, nó đè lên cái video luôn. Hai cái này nó khác nhau hoàn toàn nha các bạn. Rồi, các bạn đã được làm chủ về khu vực Music, khu vực Test Credit. Trong Windows Filmora tiếp theo sẽ là phần Transition. Transition là hiệu ứng chuyển từ cảnh A sang cảnh B sao cho nó mượt nhất. Ví dụ, ở đây mình có hai video. Thì nếu mà các bạn xem không có Transition, nó sẽ như thế này. Nó sẽ bắt từ cái video A sang video B. Nó bất ngờ, nó không có cái gì là mượt hết, nhìn vô thì nó rất là cứng. Thì Transition xuất hiện để làm mượt cái chuyển cảnh. Để chúng ta xem review trước nha. Basic là các hiệu ứng chuyển cảnh cơ bản. Ví dụ như mình muốn sử dụng cái chuyển cảnh này, mình để vào cái đoạn
cuối video thứ nhất và đoạn đầu video thứ hai để các bạn xem. Xin chào. Không. Để xem rõ hơn thì các bạn khéo xem like như thế này. Mà nếu không thích cái chuyển cảnh nữa thì các bạn delete. Và chọn tiếp cái chuyển cảnh nào mà các bạn cho rằng là được mắt nhất. Chuyển cảnh này chỉ hoạt động khi và chỉ khi nó ở giữa cái đoạn cắt video thôi nha các bạn. Xin chào. Chị ở bên. Xin chào. Đó, như vậy cái này gọi là transition. Chỉ vậy thôi. Transition chỉ làm cho cái khi mà chuyển từ video A sang video B nó mượt và nó không có bị gắt ha. Transition này chúng ta cũng sẽ hay dùng lắm. Xin chào chị ạ. Rồi, ở học phần nâng cao thì các bạn sẽ được giải phóng sức mạnh của Wondershare Filmora với các gói Smart AI để tăng thêm cái độ sinh động và tăng thêm nhiều lựa chọn trong việc lựa chọn những hiệu ứng cũng như là những đoạn chuyển cảnh nó đẳng cấp hơn. Cái này chỉ là những chuyển cảnh cơ bản mà Wondershare Filmora cung cấp cho người dùng, còn những gói Smart AI là chúng ta phải bỏ tiền ra mua để tăng thêm sức mạnh cho Wondershare Filmora trong việc biên tập và chỉnh sửa video. Thì cái đó chúng ta sẽ nói và gặp lại nhau ở học phần nâng cao. Thì buổi thứ năm hôm nay thì chỉ giúp cho các bạn làm chủ được khu vực Music, khu vực Test Credit và khu vực Transition. Như vậy là các bạn đã đạt yêu cầu, chúng ta không có đòi hỏi gì thêm. Sang buổi 6 thì chúng ta sẽ làm việc với filter overlay về element. Thì hy vọng sang buổi 6 thì các bạn và mình sẽ đồng hành cùng với nhau để đi đến cuối học phần làm chủ hoàn toàn phần mềm của Wondershare Filmora này. Rồi, xin trân trọng.